Wow, nhiều món quá à. Chả cá to bự như thế này thì là 2.000 một cái. Lấy một dâu một nho. Hoàng sao nhỉ ta? Cái thẻ kia chú ấy có dùng không? Em nhưng mà nhìn chú ấy rác kiểu đều nhỉ. Ăn quá nhiều. Đi mãi không hết con đường luôn. Ngày trước cái đợt dịch ấy, mình đến đây là ở Miêng Tông không có một bóng người luôn cơ. Sau dịch thì bắt đầu dần dần hồi phục lại. Và bây giờ thì mình thấy là quán ăn cũng mở lên nhiều hơn so với cả cách đây khoảng 6 tháng ấy. NCT hả? NCT, S-Fan ấy. Ở đây có cửa hàng bán đồ của các nhóm nhạc. Nhưng mà mình đến đây là để đi ăn mà. Em mình nó thích đi ăn miến trộn. Wow, nhiều món quá à. Cái này bao nhiêu tiền một cái cơ? 5.000. 5.000 một. 5.000 một bát miến trộn nha mọi người nha. Đó, chọn xong cô ấy sẽ xào lại cho mình. Tiếng mì xào nghe đã rồi, nó xèo 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 luôn á. Ở đây ngoài miến trộn ra thì còn rất là nhiều món khác nữa. Mình muốn ăn chả cá. Một bát 5.000 thì mình thấy là cũng là giá chung ấy. Ở những khu du lịch hoặc là những chỗ bình thường thì giá của nó cũng sẽ như nhau thôi. Miến trộn ấy thì nó sẽ có miến cà rốt với cả hành. Nguyên liệu thì không có nhiều nhưng mà chủ yếu là cái gia vị ấy, cái phần gia vị của nó rất là đặc biệt. Mình thấy nói chung là mình thích ăn, cũng thích ăn miến trộn. Nhưng mà em mình thì là thích nhất. Và tất nhiên là ở trên còn có cả thêm vừng nữa để ăn cho nó bùi bùi thơm thơm. Phần miến rất là dai luôn ấy và cái phần gia vị nó không có bị mặn quá, ăn vừa miệng. Nhưng mà mình thấy thì nó hơi dầu một xíu, hơi nhiều dầu một chút. Nhưng mà bù lại là cái phần cá rốt nó nhiều ấy, nên ăn nó sẽ đỡ bị ngán hơn. Đi phố đi bộ Hàn Quốc đã không nhìn thấy chả cá hay thôi á. Nhìn thấy là kiểu gì mình cũng sẽ phải ăn một xiên như một thói quen. Nói chung là chả cá thì luôn luôn là chân ái rồi. Tại vì không những cái phần chả cá ngon mà cái phần nước chả cá nó cũng sẽ làm mình ấm hơn rất là nhiều trong cái đêm đông mà gió rét như thế này. À, để cô ấy bảo là dưới cái nước này nè, dưới nước tương vào ăn cùng thì sẽ đậm đà hơn. Mà công nhận là chả cá hơi nhạt một xíu. Chả cá to bự như thế này thì là 2.000 một cái. Đó. Mọi người đến Hàn Quốc mùa đông á, nói chung là ăn gì cũng được nhưng mà nhất định là không được bỏ qua phần chả cá nha mọi người ơi. Quán này như mọi người thấy nhá, ngoài chả cá với cả miến trộn ra này thì còn có cả tteokbokki này. Cái này thì là bánh chiên, nó có nhiều vị lắm. Ví dụ như là vị này mình nghĩ là vị kim chi này, còn đâu vị này thì chắc là vị rau cải à. Còn cái này là màn thầu chiên. Đó. À các thứ gỗ tía. Mình sẽ đi ăn tiếp. Ui con đường này đẹp quá trời này mọi người ơi. Đó, con đường rất chi là xinh nha. Và ở đây thì mọi người có thể mua mỹ phẩm ở Olive Young nè. Đi ăn hồ lô. Cái này bao nhiêu một cái? Cái này tóc là 4.000. Ờ, ăn gì? Lấy đi, cứ lấy đi. Lấy một dâu một nho. Không phải người ta làm nóng chứ. Không, cái này là ăn lạnh mà, sao mà ăn nóng được. Ở đây mình thấy có vị dâu này, vị nho này, vị quýt này. Xong ở bên này là chuối với cả sô-cô-la này. 4.000 một xiên mọi người ạ. Nè, cho mọi người nghe tiếng của cái này nó đập vào nhau. Đó, nghe thấy chưa? Nhìn cái miếng vụn vỡ của đường này. Đó. Vụn vỡ như trái tim của mọi người khi bị crush từ chối. Ăn thử nhá. Mình thích dâu nên là mình sẽ ăn dâu trước. Cái phần vỏ bên ngoài nó rất là giòn, ngọt. Phần dâu ở bên trong thì chua chua ngọt ngọt. Và dâu tây rất là thơm rồi. Hôm trước mình cũng thử làm cái này ở nhà mọi người. Mà cái đường nó dai, quá trời dai luôn, nó không có ngọt, à nó không có giòn như thế này. Mình sẽ ăn thử trong quả nho nha. Ngon quá, đâu rồi không ăn ấy, ăn nó đã nhỉ. Ở đây thì có nồi đường đang sôi nhá, mà bỏ đường dưới lên những cái xiên trái cây kia ấy, thì nó sẽ thành cái món này. Hay ha, mà thế mà mình cũng làm thất bại được mới hay chứ.
Ở đây bán trái cây này. Cái này là xay ép với đá. Mùa này dâu tây nên là quá trời dâu luôn nhá. Đi đâu cũng thấy dâu tây. Đây mới là cái quán mà bán cái món này siêu to khổng lồ này. Nguyên một đồi đường to bự luôn. Đây, em mình nó thích ăn cái này. Phải tới lúc sấy. Cho ý có 2 chưa thề ạ? Đây. Còn 2.000 thôi. Cho thêm 10.000 đi mọi người ơi. Ý có 2 nào ở này ạ? 5.000 một cái. Có 3.000 không? Xin 3.000. Này em gái mình nhiều tiền lắm mọi người ạ. Em gái mình nó đáng yêu lắm luôn đấy mọi người ạ. Cảm ơn. Đó. Đẹp thần Sanita. Còn 7.000 nhá. Cái này thì là khoai tây lốc xoáy nhá. Mọi người cho khoai tây vào đây chiên nhá. Xong rồi chuối sẽ rắc vị. Theo mình chọn có vị phô mai này, vị hành này và vị bơ. Honey butter. Thì là bơ mật ong. Ấy, cái 적당히 묻혀 드릴게요. 한국 많이 쓰죠? 네. Mỗi cái này là một củ thôi mà đúng không? Khoai tây sau khi vào như thế này nhá, sẽ nhúng vào bột, sau đó bột cho vào chiên, vớt ra đây để ráo. Ráo xong mix với cả bột phô mai. Chi 많이? 네. 이상 안 돼. 더 많이 안 돼. 감사합니다. Wow. Cái này khoai tây lúc xoáy vì không biết là chú ấy lấy. Chắc là một củ khoai tây ha. Mà nó dài quá trời dài luôn. Hơi tham xin chú. Xin chú phô mai nhiều ăn mặn quá chứ mặn ấy. Nó mặn lắm ấy. Thật sự là mặn luôn. Nhưng mà thơm. Với bảo khoai tây giòn giòn. Ăn cũng ngon. Mình quên mất là anh Huy vẫn cầm tiền của mình mọi người ạ. Và anh ấy quyết định cầm 7.000 này đi mua bánh này mà không biết có đủ tiền hay không. À 4.500 hả? Vậy vẫn đủ nhở? Đủ tiền mua một cái. Cái thẻ kia chú ấy có dùng không? 4.500 một cái này. Anh cái này tên của nó là gì nhở? Churros. Churros. Oreo Churros. Mình cũng là xem lần đầu tiên. Cái anh vừa đổ vào là cái gì ấy? Cái này á? Kem. Chắc là cái này Oreo mà, Oreo mà. Cái bánh này thì vị của nó là hai cái ốp ở bên ngoài ấy, còn cái sốt ở giữa thì là cái vị của cái nhân kem ở giữa. Em không ăn. Nhìn anh Hun ăn ngon nhỉ. Mình thấy ở đây có nhiều cái món hay lắm mọi người ạ. Mà no rồi, tại vì mình vẫn muốn đi ăn một món chính gì đấy nữa. Thích ăn cái này á? Em gái mình thích ăn cái này nhưng mà không còn đủ tiền mọi người ạ. Hết tiền rồi. Em mày một cái là order cheese, một cái là potato đi. Hai cái á? Thật đó. Thế nào không? Em không mua cho. Hai cái. Nhưng mà em thích ăn nửa chi trừ nửa xúc xích cơ. Đây này. 4.000 một cái. Yogo, hana nang nhỏ, yogo, potato yogo. Một cái này. À. Anh Hun chuyển khoản. Anh mua cho em cái này đi. Ờ. Phiền đi đến đâu cũng bảo mà nhìn chưa CEO. Vừa nãy cũng thế, bảo cho nhiều phô mai xong cuối cùng bị mặn ấy. Đó. Em nhưng mà nhìn chú ấy rắc kiểu đều nhỉ. Như là kẻ ô ly vậy. Anh cái đấy là gì? Phô mai. Đâu phải phô mai đâu, đường mà. À đường. Chúc mừng. Ăn quá nhiều. Sau khi đưa anh tặng những món ngon ở phố Miêng Đông thì bọn mình đã quyết định dừng chân ở một quán cà phê. Cha chan. Mình thấy cà phê ở đây thì rất là rẻ nhá. 60.000 sau khi đi ăn rất là nhiều món thì mình còn dư lại 2.500 won. Với cả hai cái xúc xích cuối cùng anh Hun mua thì là bao nhiêu tiền nhỉ? 8.000 đúng không? Còn ở nước này thì là ngoài kế hoạch rồi, tại cái này là tính bằng thẻ. Ba người bọn mình cũng đã ăn được khá là nhiều món ở Miêng Tông rồi. Chắc chắn là còn rất là nhiều món chưa ăn nhưng mà mình nghĩ là trải nghiệm hôm nay đến đây cũng khá là đủ với bọn mình rồi á. Hy vọng là những ai xem clip này mà có cơ hội đến Miêng Tông thì mọi người sẽ thử những cái món rất là ngon ở đây nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã xem clip. Bye bye.